Chào mừng tất cả mọi người đến với hội sử dụng phần mềm CAD, CAM, CNC, 4C, HLE. Trên video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu các bạn nguyên công để gia công chi tiết trên màn hình trên phần mềm NX bản 11.0. Chúng ta có thể nhìn tổng thể qua chi tiết một chút này. Thì chi tiết này chúng ta thấy là nó cũng có khá là nhiều lỗ, thì chúng ta sẽ phải sử dụng lệ khoan khá là nhiều. Tiếp theo là nó sẽ có cái lỗ này là lỗ nghiêng, và đồng thời nó sẽ vuông góc với cái mặt nghiêng này. Tiếp theo đó là phần dưới đáy này, chúng ta sẽ không thể gá một lần mà gia công hết được, mà hết trên gia công ba chục được. Chúng ta sẽ phải trên phần máy si ba chục thì chúng ta sẽ phải gá 3 lần. Đầu tiên là gá để phay phá thô này, phay tinh các mặt ngoài trước này, sau đó là khoan các lỗ này, và tiếp theo là để khoan được lỗ này thì chúng ta sẽ phải chế độ gá nghiêng sao cho cái mặt này nó sẽ vuông góc với cái trục Z của bằng máy, và cuối cùng là chúng ta sẽ phải gá ngược lại để phay cái mặt ở dưới đáy này. Và chúng ta sẽ đi vào các nguyên công luôn nhé. Ok, trên chi tiết này thì mình đã gia công từ trước để đảm bảo làm sao mà mình làm video nó sẽ không quá dài, mà giới thiệu nó cũng đầy đủ các nội dung cho các bạn. Ở đây thì khi chúng ta nhìn thấy các chi tiết tự nhiên là bị mất lỗ đi đúng không, thì tại sao mình lại bỏ cái lỗ này đi? Quay lại chi tiết này một chút nhé. Đây, vì lỗ nghiêng này chúng ta sẽ để phay sau đúng không ạ, mà khi phay tinh cái mặt này mà nó có lỗ này thì các bề mặt nó sẽ không thể xác định hết được. Chúng ta sẽ để mình chứng minh cho các bạn thấy nhé. Đó, chúng ta có thể ấn Ctrl M để quay lại phần modeling. Mình đã dùng Delete Face để xóa cái lỗ đi. Trên NX thì có công cụ Synchronous Modeling, nó rất là mạnh. Khi chúng ta xóa hoặc là thêm cái lỗ ấy, thì nó sẽ tự update lên gia công luôn. Chúng ta chỉ load lại trình, không cần phải gia công lại từ đầu. Mình chỉ tích bỏ lệnh như thôi nhé. Ấn Ctrl Alt+M để quay lại gia công này. Khi chúng ta bỏ cái lệnh Delete Face và lấy lại lỗ này ấy, thì trên này nó sẽ không hiểu và chúng ta sẽ phải load lại trình. Đấy, đây chúng ta sẽ load lại mình trình ban đầu này nhé, để mình giải thích cho bạn là tại sao mình lại xóa lỗ đi để gia công phay trước. Đây chúng ta nhìn lại một chút nhé. Đây, ở đây thì nó vẫn còn khi mà chúng ta mình chưa load lại trình, nên là trình vẫn update từ cái file trước khi chúng ta xóa lỗ đi rồi. Thì khi ra công tinh này, các đường chạy ra nó sẽ chạy thẳng luôn này. Đó, mình load lại trình này.
Thì ở đây là phần Visual Profile, thì sẽ là phần gia công 3D, nó sẽ tự động hiểu chi tiết và chỗ này có lỗ và bề mặt này nó cũng không được xác định, nên nên là cái đoạn này nó sẽ không gia công đến. Và khi chúng ta gia công xong thì cái đoạn này sẽ chưa được fading này, chúng để thể hiện rõ hơn thì mình sẽ show thickness by color lên cho các bạn thấy. Các bạn có thể đợi một chút để cho máy nó load. Đó. Các bạn có thể thấy rằng là cái bề mặt này nó được fading đi rồi. Nhưng mà cái chỗ phần lỗ này vẫn còn đoạn mấp mô. Vì những cái mấp mô này mà khi chúng ta khoan trích tâm hoặc là khoan ấy thì nó dễ bị lệch, không đúng tâm. Nên là chúng ta sẽ phải fading trước, mà để fading được thì cái bề mặt này thì chúng ta sẽ phải xóa lỗ đi. Hoặc là chúng ta sẽ tạo một cái bề mặt như đây, mình lựa chọn cách xóa cái lỗ đi để thể hiện rằng là cái phần Synchronous trên NX nó rất là mạnh. Ok ạ. Rồi. Đó là lý do tại sao mình lại bỏ lỗ đi. Ra có thể quay lại trình một chút. Quay lại phần trước, nhưng mà mình sẽ lấy lại cái phần lệnh này, xóa lỗ đi. Mình tạm thời tắt cái này đi và không lưu. Khoan này. Rồi, ok. Đây là chi tiết này mình đã gia công xong này. Gia công xong nhưng mà rồi. Trên này đầu tiên này chúng ta sẽ phải xác định cái phần trục MCS trước. Ở đây thì mình xác định cái phần điểm đặt và cái trục Z này, trục X, trục Y. Trục Z thì sẽ là trục hướng lên trên. Hướng lên trên và trục X sẽ hướng đi từ trái sang phải, và trục Y sẽ hướng vào trong. Đúng với cái trục của bàn máy. Và ở đây là khi chúng ta có chú ý một chút, đó là khi gia công ấy thì cái phần điểm đặt của trục XYZ này ấy, thì nó sẽ phải đặt ở phần mặt trong của phần tĩnh của Eto ấy. Và để đặt được cái điểm này thì chúng ta có thể xác định tọa độ XYZ cũng được, nhưng mà để nhanh nhất thì và chuẩn xác nhất thì chúng ta sẽ quay lại phần modeling, tạo sketch, show sketch lên này. Đấy, chúng ta sẽ vẽ một cái sketch như này để đặt cái phần chụp vào đây luôn. Ok. Thứ hai đó là chúng ta sẽ phải tạo cái mặt nhân giao an toàn. Thì mặt nhân giao an toàn thì nó sẽ cách cái phần cao nhất của chi tiết, có nghĩa là phần mặt phẳng OXY này, một khoảng cách bằng 30. Rồi tiếp theo phần Pies, là chúng ta sẽ xác định chi tiết và phôi này. Phần chi tiết đó là Specify Part, là xác định chi tiết. Phần Specify Blank là xác định phần phôi này. Phôi ở đây thì chúng ta sẽ chọn phôi hình hộp chữ nhật và bao được toàn bộ cái chi tiết của mình. Rồi chúng ta sẽ vào khoang nguyên công. Đầu tiên đó là
phần phá thô chi tiết. Ở đây thì chúng ta sẽ gá 3 lần này, và mỗi lần gá thì mình sẽ phải tạo một cái trục XYZ riêng. Ví dụ như ở đây là mình sẽ ta không cái phần trên này trước, thì mình sẽ tạo cái trục XYZ ở đây. Và ở dưới này thì khi gia công mặt dưới thì chúng ta cũng phải tạo một cái trục khác đó. Và cũng tương tự như ở trên, chúng ta sẽ đặt ở phần tĩnh của tô và mặt nhân gian an toàn sẽ bằng 30. Cũng như vậy, và phần carbotimil nó ra không phá thô, mình có thể show bạn cái trình này lên. Đó, đây là phần đường chạy dao này, như các thông số. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là cái khoảng cách ở trong này chúng ta đo được về mặt nó bằng 35. Đó, thì chúng ta có thể dùng dao trụ 30 để gia công phá thô chi tiết này. Đây mình chọn là dao trụ 30 này. Đó, cut pattern thì mình dùng follow very friendly. Step over, nghĩa là step over. Mình sẽ chạy với cái đường kính dao là 75% đường kính dao. Thường thì gia công thô thì chúng ta sẽ để khoảng 75% đường kính dao. Nhưng gia công tinh thì chúng ta tùy vào chi tiết, chúng ta có thể để từ khoảng 25% đến 50% phần đường kính dao. Theo là phần chiếu sâu cắt. Chiếu sâu cắt thì ở đây tùy vật liệu. Vật liệu thì chúng ta sẽ với những chi tiết vật liệu nó cứng thì chúng ta sẽ để dao 30, thì chúng ta có thể để chiếu sâu cắt bằng 0.2. Đó, và các chế độ cắt này. Phần chế độ cắt thì ở đây chúng ta để cắt theo chiều sâu depth first. Phần cắt automatic này. Với chi tiết này thì thường chi tiết hốc thì chúng ta sẽ để cắt từ trong ra ngoài, như những cái chi tiết này thì chúng ta sẽ để cắt từ ngoài vào trong này. Nên để chuột giữ chuột đây, chúng ta có thể thấy được thứ tự cắt luôn này. Ok. Stock. Stock ở đây có nghĩa là lượng dư, mình để lượng dư thành bằng 0.045 và lượng dư của đáy floor stock mình để bằng 0.03. để tí nữa mình sẽ gia công tinh. Mình sửa lại trình một chút nên là nó sẽ phải update lại trình này. Là generate qua lại trình. Ok. Theo là phần floor wall, chúng ta sẽ chạy tinh. Chạy tinh ở đây thì chúng ta sẽ xác định các mặt đáy và phần tường. Tường thì chúng ta có thể để automatic walls cũng được. Vào đây chúng ta sẽ dùng dao D30 để chạy tinh luôn này. Phần các kiểu cắt, mình chọn dây sắt. Đây cắt tinh mình để
50% lượng thành giao chạy này, và lượng dư floor plan tennis và lượng dư cắt này mình sẽ để 0.1, và depth hold cut là 0.1, mình cắt cho một lần cắt luôn theo các chế độ cắt. Chế độ cắt thì ở đây chúng ta sẽ chọn stock là mình để lượng dư không, phần màu dao và da dao này. Đây chúng ta sẽ để phần chạy theo wrap on shape, có nghĩa là dao nó sẽ xuống nghiêng. Đó, mình sẽ để góc bằng 3 thôi và cách sâu bằng 1 thôi. Đó. Đây chúng ta để ra dao lanh nhiều. Được. Và mặt nhưng dao an toàn, chúng ta sẽ chọn nó nhưng dao an toàn này và previous plane. Ok. Quá trình phần Zero Profile, Zero Profile mình chọn dao D10, dao cầu cầu 10 để gia công cái mặt này. Này các thông số cắt này, các bạn có thể nhìn. Về cơ bản thì các chế độ cắt thì nó sẽ không khác nhau nhiều. Ở đây thì chúng ta sẽ để chế độ Mix là nó sẽ chạy đi chạy lại. Depth for cut. Đó. Đó, đường dao đây này. Đây chúng ta có thể thấy đường dao. Ok. Là mình đã gia công tinh được các bề mặt rồi. Sau đấy thì chúng ta sẽ xuống đến phần khoan thôi. Khoan thì ở đây chúng ta sẽ phải khoan trích tâm trước, sau đó thì mới khoan được. Khoan đây thì mình dùng khoan 2D drilling và pick drilling. Ở đây phần khoan 2D chúng ta sẽ chú ý một chút là các bề mặt của lỗ thì nó sẽ phải đồng phẳng, không được ví dụ như là các lỗ này ở trên này với dưới này là ngoài thực tế sẽ không gia công được này. Các bề mặt nó sẽ phải đồng phẳng với nhau. Chúng ta có thể dùng drilling để gia công để khoan trích tâm này. Nó đây là các mình chọn lỗ này, bề mặt trên của lỗ này, nó specify top surface, nghĩa là mặt trên của cái lỗ này. Dùng pick drilling để khoan. Khoan đây thì chúng ta sẽ phải đo cái đường kính trước, sau đó mới khoan. Đường kính đây 14 thì mình sẽ chọn ra 14 thôi. Chọn ra 14. Đó. Và ở đây thì làm sao chúng ta có thể chọn được cái chiều sâu cắt và chiều sâu cắt nó. Chiều sâu khoan của nó thì chúng ta sẽ vào cái phần exit parameters cho này. Ô, tích ok này. Đây ở trong này nó sẽ có phần depth. Chúng ta sẽ vào tool tip depth để chọn cái chiều sâu cắt. Chiều sâu cắt ở đây là mình cái khoảng cách từ trên mặt này. Mặt
trên này xuống 35, mình cho nó xuống một chút là 35.05 đó. Đây 35.05 này. Đây vào depth và chọn tool tip depth để chọn cái chiều shortcut. Ok, tiếp theo là lỗ này là nó mình sẽ phải doa lỗ đúng không? Dùng doa này chúng ta sẽ dùng lợi hole milling để doa lỗ ra. Đây chúng ta cũng chọn này. Đó, dùng lỗ này thì do lỗ có đường kính 30 33 nên là mình chọn gia trụ D30 để ra luôn. Đây 50 này. 100. Đây là cái phần chiều sâu cắt của nó, mình để ra 30 mình có thể để chiều sâu cắt 1.2 nhé. Chế độ cắt. Đây thì có một cái đó là chop offset. Chop offset. Thì tùy khi chúng ta chọn này. Ví dụ là cái chi tiết của mình chọn cái này. Chín này. Depth của nó 19. Có nghĩa là từ đáy lên. Đáy lên 19 này. Đáy lên 19. Chúng ta đo cái chiều sâu trước đi. Reject. Thực chất chúng ta phải do 12 mà cái mặt mình ra mình mới chỉ chọn được từ cái đoạn mặt này thôi bằng 9 nên là chúng ta sẽ chọn cái phần top nó lên cao một chút, top offset thì chúng ta sẽ 9 cộng thêm 3 12, mình cho lên 3.05. Còn button offset thì chúng ta vẫn để nguyên. Ok này. Hoàn chỉnh. Đó. Nó sẽ lên trên và nếu mà chúng ta để không thì nó sẽ chỉ chạy đến dưới này thôi này. Nó không cái đoạn chamfer này nó vẫn không xác định được. Tiếp theo là phần hole chamfer milling này. Thì trên thực tế thì với những cái chi tiết nó có cái lỗ to thì chúng ta mới cần thiết phải dùng dùng lệnh hole chamfer thôi. Vì ở chi tiết 39 này thì ra sẽ dùng hole chamfer này. Nhưng mà đối với những chi tiết này, ví dụ là cái D12 và 14 này, đó thì chúng ta có thể dùng luôn cái mũi dao mũi khoan khoan 14 để doa luôn, chúng ta sẽ tạo được cái chamfer luôn, không cần thiết mình phải dùng cái hole chamfer này, nó sẽ tốn khá là nhiều thời gian. Đó, hole chamfer chứ sâu cắt chúng ta để 2 thôi. Và đây thì chúng ta sẽ phải chọn cái phần chamfer của nó. Đây, face top chamfer. Và tương tự thì ở đây cũng vậy này, chúng ta sẽ khoan này. Đó, thì chúng ta sẽ copy xuống và khoan thôi. Và đây là có một vài bạn thắc mắc là cái phần này nó sẽ chạy băng qua chi tiết và trên phần mềm nó thể hiện này, nhưng mà khi ra ngoài mình khi mình xuất trình ra ấy, thì
các bạn yên tâm là nó sẽ, sau khi gia công xong cái này nó sẽ nhấc lên mặt an toàn và chạy sang bên này. Đó là chúng ta sẽ đã xong phần gá lần thứ nhất để phay chi tiết này. Tiếp theo chúng ta sẽ gia công ở chi tiết này, được phay phần dưới. Phay phần dưới đây thì lúc mình có update lại file nhưng mà chưa sửa này. Đây các phần phần phá thô thì chúng ta sẽ để như này. Chỉnh sửa một chút, nó là lượng dư ở đây mình sẽ để 0.075, 0.045 đó. Toát chỉnh. Ok này. Đây thì nó đang bị thiếu mất cái trình fading. Chúng ta sẽ dùng luôn cái flower để fading. Copy. Paste vào đây luôn. Đó. Chúng ta chỉ chỉnh sửa lại một chút thôi. Cái này chúng ta sẽ để 50 này. Floor blank thickness thì mình để 0.1 thôi. 0.1. Ok, mình vẫn để dao 30 để chạy tinh nhé. Chỉnh lại lượng dư của nó bằng 0. Rồi. Về cơ bản cái tùy chọn kia thì mình đã chọn hết rồi. Mình có thể copy và paste xuống và chúng ta sẽ không phải mất nhiều thời gian để chọn lại các tùy chọn trong nữa. Nó là xong cái phần phần gia công mặt trên này và dưới này. Còn lỗ này thì mình sẽ quay sang cái file kia. Mình có thể show cho các bạn mô phỏng cho các bạn một chút về cái phần hoa này nhé. Đây là mô phỏng dao chạy. Đây chúng ta dùng dao cầu để chạy tinh này. Đây chúng nó doa này. Tiếp theo là phần dưới này. Máy mình nó hơi giật chút. Sẽ để lại một lượng dư để tí nữa chạy tinh. Này lượng dư này. Mình sẽ cho chậm một chút lượng chạy tinh. Đó.
tinh xong. Ok. Và lần 3 thì mình sẽ khoan cái lỗ này. Đây thì mình sẽ thể hiện trên cái chi tiết này này. Đó. Gia công. Ok. Chỗ nào là TM. Đây thì mình lập trình riêng cái khoan này nhé. Đây thì cũng tương tự như phần khoan kia thôi. Đây mình sẽ show bạn là mô phỏng về qua về cái nó chạy. Còn các tùy chọn và các vào lệnh thì nó cũng tương tự như cái kia. Okay. Đó. Ok. Vậy là mình đã giới thiệu xong về phần các nguyên công để gia công cái chi tiết này. Thì các bạn mà có thắc mắc gì thì có thể comment hoặc là feedback trực tiếp với mình sẽ giải đáp. Chào tất cả mọi người.